Ê, kim siêu vòng 2. Sao đây? Nè, cô muốn xem cô Kim siêu vòng 2 phiên bản thật không? Sao lúc nào anh cũng thích trêu tôi thế nhỉ? Anh không để tôi yên được một lúc à? Ừ nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Hay là tôi cứ thích thế nhỉ? Ê, tôi nói rồi nha, tôi không dùng nhiều đồ độn như cô đâu. Hỏng đấy. Sao đây? Thế sao à? Bị mất chìa khóa ở đâu ấy? Não cá vàng thế không biết nữa. Có phải đây không? Anh ăn cắp chìa khóa của tôi đúng không? Xin lỗi cô đi. Tôi tìm thấy dưới nhà để xe đấy. Còn lâu ấy. Chính anh ăn cắp của tôi có lạ gì anh nữa? Tôi cho cô nói lại đấy. Động não trước khi nói đi. Anh chính là đồ ăn cắp. Hôm nay tao mà đuổi kịp á thì nó đã đi chầu Diêm Vương luôn rồi. Đứa nào đấy? Còn đứa nào nữa? Lão Du ở chỗ làm của tao ấy. Nó giấu chìa khóa của tao, báo hại tao phải đi xe ôm đến đây này. Lại cái thằng điên đấy á. Nhưng sao nó lại lấy chìa khóa của mày? Thế mới điên. Giờ tao mới hiểu vì sao nhá. Hồi trước vừa va chạm tao mất luôn cái ví. Hóa ra nó ăn cắp thành thần luôn. Hôm nay cũng vờ va vào tao rồi lấy luôn của tao cái chìa khóa đấy. Uầy, siêu vãi. Này, mày hỏi nó xem nó có nhận học trò không? Con điên. Mày thích nhận giặc làm cha à? Ê, bình tĩnh. Đâu sẽ có đấy. Tao có cách rồi. Cách gì? Mày nói cái gì đấy? Tao chẳng nghe thấy gì cả. Tao có nói gì đâu. Tao chỉ muốn giữ chân mày ở lại thôi mà. Thằng điên. Làm tao cứ tưởng thật. À, hay là tao sẽ kêu gọi 500 anh em đến, rồi xử cho nó một trận tơi bời luôn. Xong rồi, cả lũ đều đi vào phường à? Ừ nhờ, quên mất. À, hay tao sẽ cho mày một ít thuốc mê. Sau khi lão nằm im như một con chim thì lột sạch quần áo của lão, vứt ra đường, cho lão chết nhục luôn. Mày tưởng đánh thuốc mê một con cáo già dễ lắm à? Khoai thế nhở? Ra rồi. Cứ truyền thống mà làm thôi. Ý mày là sao? Ngày xưa tao với mày đã khiến cho mấy lão người yêu của Diễm sợ chạy mất dép còn gì.